Kẻ thao túng thích nói 6 câu này, che giấu bản chất của mình. 1. Sao bạn suốt ngày muốn tranh cãi vậy? Những kẻ thao túng thì ban đầu sẽ cố ra vẻ bạn mới chính là kẻ lạm dụng. Lúc nào họ tìm cách buộc tội bạn là người muốn gây ra sự tranh cãi. Họ sẽ dùng chiến thuật này để chất vấn họ về việc họ đã làm. Nói cách khác thì họ sẽ lật ngược tình thế và đổ lỗi cho bạn về những hành động của họ. 2. Bạn đã hiểu lầm tôi. Đôi khi bạn có thể thực hiện những sự hiểu lầm ai đó. Nhưng những kẻ thao túng thường xuyên sẽ dùng câu này để đánh lừa bạn. Họ sẽ nói điều này để nhằm mục đích khiến bạn tức giận và khó chịu. 3. Tôi chưa hề nói điều đó. Đây là câu mà kẻ thao túng thường xuyên nói. Họ đang thao túng tinh thần bạn. Họ phủ nhận thực tế và khiến bạn nghi ngờ, suy nghĩ tiêu cực về chính bản thân mình. 4. Bạn quá tiêu cực. Những kẻ thao túng sử dụng cảm xúc này khi bạn nói về cảm xúc của mình và với những hành động họ làm. Họ sẽ thuyết phục bạn nhìn mọi thứ qua lăng kính tiêu cực. Từ đó khiến bạn không còn hạnh phúc với chính bạn nữa. Họ sẽ tìm cách đổ hết lỗi sang cho bạn. 5. Bạn đang quá nhạy cảm. Đây là câu nói của kẻ thao túng khi bạn bắt đầu nhìn thấu những lời nói dối của họ. Nếu bạn đối chất với họ về những việc họ đã làm, họ sẽ gạt bỏ hết tất cả bằng việc kết luận bạn quá nhạy cảm, lúc nào suy nghĩ thái quá. 6. Nếu bạn không làm thì để cũng đã không làm vậy. Một kẻ thao túng khi nào cũng cố gắng chỉ trích, gây tổn thương đến bạn. Lúc nào họ cố gắng lạm dụng nó để gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp gỗ tử đàn được chế tác từ gỗ tử đàn kết hợp với ba linh vật tam hợp địa chi được khắc trên đá mã não đỏ bằng mực vàng thần tài. Các nguyên liệu kết thành vòng tay gỗ tử đàn tam hợp đều là những bảo vật quý trong nhân gian, trong đạo Phật, cũng như trong phong thủy. Trong đó, bộ ba linh vật tam hợp tỵ dậu sửu, thân tý thìn, hợi mão mùi, dần ngọ tuất được khắc bằng mực vàng thần tài trên đá mã não đỏ giúp tăng cường khí, năng lượng, hộ thân, đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc, phú quý cho gia chủ. Theo phong thủy, đá mã não chính là biểu tượng của sức khỏe, mang lại sự sung túc và trường thọ. Với ý nghĩa là loại đá hộ mệnh. Mang theo đá mã não bên mình như mang một lá bùa may mắn và hạnh phúc cho con người. Gỗ tử đàn, gỗ tử đàn Ấn Độ là một trong những loại gỗ quý nhất thế giới. Gỗ tử đàn được mệnh danh là vương một trong các loại gỗ, vua của các loài gỗ bởi chúng sinh trưởng chậm, vài trăm năm mới trưởng thành và hưởng tinh hoa trời đất khiến cho loài gỗ này càng trở nên quý hiếm hơn. Thường được sử dụng để chế tác tượng Phật, các pháp khí sử dụng để trừ tà, hóa sát. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892. Hoặc để lại họ tên, xìa tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.